Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 30 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là nội dung chính trong chương trình Thời sự hôm nay. Tiếp tục chương trình hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 với các nội dung tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và sự chậm trễ trong việc giải quyết dứt điểm các công trình vi phạm. Nhân tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, cùng bàn về việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với những người có HIV cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Sáng nay, các đại biểu nghe quán triệt nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương đơn vị của thành phố. Quán triệt nghị quyết tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ ra những bất cập trong công tác này hiện nay như hệ thống y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu, thái độ phục vụ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế, quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn nhiều yếu kém. Nhấn mạnh mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt khoảng 67 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt 68 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95%, cơ bản chấm dứt các dịch bệnh S, lao và loại trừ sốt rét. Với quan điểm đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển, nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế chính sách huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải ở bệnh viện. Phó Thủ tướng nêu rõ, sẽ thực hiện lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh, lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có cơ chế khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế, chính phủ ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước, tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng. Nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế, tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp theo yêu cầu. Sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải thực sự tạo cuộc cách mạng cho y tế cơ sở. Theo đó, Bộ Y tế xây dựng danh mục các tiêu chí để các cơ sở y tế phấn đấu bảo đảm yêu cầu, nhà nước bảo đảm cơ chế tài chính để y tế cơ sở hoạt động hiệu quả. Không nhất thiết làng xã nào cũng phải có trạm y tế, song đối với các vùng sâu vùng xa thì ưu tiên xây dựng trạm y tế. Mục tiêu đặt ra là phải bảo vệ sức khỏe cho từng người dân, mọi người dân phải được khám chữa bệnh định kỳ. Bộ Y tế sẽ xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân có tính chất điều phối quốc gia. Đối với phát triển ngành dược, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc và quản lý chặt chẽ các nhà thuốc tư nhân. Về mạng lưới y tế, tinh thần chung là giảm tối đa bệnh viện thuộc Bộ Y tế và bộ này sẽ chỉ quản lý trực tiếp một số bệnh viện chuyên ngành. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quá trình thực hiện nghị quyết phải rất kiên trì. Tiếp đó, quán triệt nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới, Phó Thủ tướng nêu rõ, điểm mạnh về dân số của Việt Nam là dân số tăng nhanh và Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền để duy trì mức sinh hợp lý, đưa nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng. Tuy nhiên, bất cập lớn nhất hiện nay là mức sinh giữa các vùng chênh lệch đáng kể, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh và đã ở mức nghiêm trọng. Việt Nam chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số.
Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh lại thấp so với nhiều nước. Dự báo nếu không có những biện pháp kịp thời, Việt Nam sẽ là một trong năm nước có mức già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nghị quyết lần này xác định mục tiêu giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đến năm 2030, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, quy mô dân số 104 triệu người, giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái. Chiều cao trung bình của người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 45%. 100% dân số được đăng ký quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc. Để đạt được mục tiêu đó, Phó Thủ tướng cho rằng giải pháp then chốt là làm tốt công tác vận động tuyên truyền để bảo đảm mức sinh hợp lý giữa các vùng, cùng với đó đẩy mạnh phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế về dân số. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận với 134.000 đại biểu tham dự ở 900 điểm cầu của cả nước, các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm cao trong học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 6. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã trả lời làm rõ 3 nhóm ý kiến của các đại biểu dự hội nghị về xây dựng và cơ chế chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc diện phải bố trí sắp xếp do tinh giản biên chế, mức độ nguy hiểm của căn bệnh, quan liêu, mệnh lệnh, xa dân trong cán bộ hiện nay. Vấn đề trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra tình trạng bộ máy hành chính cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực hiệu quả. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đối với các đồng chí chưa được tham dự hội nghị, bố trí thời gian hợp lý, thảo luận chương trình hành động, thực hiện nghị quyết với giải pháp cụ thể, lộ trình khẩn trương, nguồn lực rõ ràng, kiên quyết khắc phục tình trạng sao chép chương trình hành động của cấp trên. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc. Việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 phải gắn với thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2009, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ngay sau khi luật dân quân tự vệ được ban hành, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan tổ chức đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện luật dân quân tự vệ đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác dân quân tự vệ thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức xây dựng, huấn luyện, đào tạo, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ. Các tham luận tại hội nghị đều khẳng định một số vướng mắc bất cập của luật dân quân tự vệ như luật chưa thể chế đầy đủ toàn diện chủ trương quan điểm của Đảng, một số quy định của luật chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Bộ Quốc phòng đề nghị Quốc hội sửa đổi luật dân quân tự vệ để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của luật, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật dân quân tự vệ được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng được nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng tiếp và làm việc với đoàn công tác của công ty Kenlog Hà Lan và Trung ương Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam Hà Lan nhân chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Tiếp thân mật đoàn công tác của công ty Kenlog Hà Lan do ông Henk Van Eck, Chủ tịch điều hành công ty dẫn đầu cùng đại diện Trung ương Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam Hà Lan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ vui mừng khi thành phố Hải Phòng thiết lập quan hệ hợp tác với Kenlog
một trong những công ty hàng đầu của Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, Hải Phòng đã và đang có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất công nghệ cao. Nhưng so với nhu cầu phát triển hiện nay, kết quả vẫn còn khiêm tốn bởi những yếu tố liên quan đến vốn đầu tư, nguồn nhân lực và dây chuyền công nghệ. Cho rằng những ý tưởng hợp tác của công ty Kenlock cũng chính là những điều Hải Phòng đang hướng tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng Trung ương Hội Hữu nghị Hợp tác Việt Nam Hà Lan sẽ là cầu nối tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Hải Phòng với các doanh nghiệp của Hà Lan. Bày tỏ ấn tượng về tốc độ phát triển của thành phố trong lần thứ 15 đến Việt Nam và lần thứ 2 đặt chân đến Hải Phòng, ông Henk Van Eck cho rằng cần thiết lập một mối hiểu biết sâu sắc hơn đối với thực tiễn địa phương để làm cơ sở cho một quá trình hợp tác toàn diện. Cho rằng công nghệ, chuỗi thực phẩm, sự phối hợp giữa các công đoạn trong chuỗi và một hệ thống kiểm soát chặt chẽ chính là nền tảng cho sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao. Ông Henk Van Eck cũng cam kết, ngoài công nghệ tiên tiến, Kenlock cũng sẽ xúc tiến để các đối tác lớn khác của Hà Lan đến với Hải Phòng. Các bên tin tưởng hợp tác giữa Hải Phòng với các doanh nghiệp Hà Lan sẽ tiếp tục cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Hà Lan trong thời gian tới. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý Dự án, Nhà thầu và các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao cho những hạng mục cuối cùng, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc kiểm tra công trường thi công nút giao Khắc Mức Nguyễn Bình Khiêm Đình Vũ vào chiều tối nay. 17 giờ chiều, trên công trường thi công nút giao Khắc Mức Nguyễn Bình Khiêm Đình Vũ, không khí làm việc vô cùng sôi động và khẩn trương. Hiện nhà thầu đang thực hiện nốt phần giải bê tông nhựa cuối cùng, dự kiến đêm nay sẽ hoàn thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng đang tiến hành trồng cây xanh trên diện tích 5.600 m². Đến nay đã trồng xong cây xanh tại vòng xuyến nút giao và đang chuẩn bị trồng tiếp cây trên giải phân cách các đường vào vòng xuyến. Công tác vệ sinh môi trường cũng đang được đơn vị tích cực hoàn thành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý Dự án, Nhà thầu và các đơn vị liên quan, đồng thời lưu ý thời gian không còn nhiều, các đơn vị cần tiếp tục tập trung cao cho những hạng mục cuối cùng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự an toàn của công trình khi đưa vào sử dụng. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tại nút giao, tạo điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị của thành phố. Tối qua tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, khai mạc triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Hải Phòng 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tới dự. Triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Hải Phòng 2017 nhằm quảng bá sâu rộng, thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như cộng đồng nhân dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc tiết kiệm trong sản xuất cũng như sử dụng năng lượng, góp phần gìn giữ môi trường, xây dựng nếp sống xã hội theo hướng văn minh hiện đại, thân thiện với môi trường. Triển lãm lần này là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường, thúc đẩy hoạt động giao lưu hợp tác và chuyển giao các công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường. Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong đời sống sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng hy vọng là thị trường Hải Phòng có thể là đón nhận về năng lượng mặt trời một cách là hứng khởi, vì là sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho cái người dân trong cái sử dụng. Cái mà lớn hơn thì cũng đang mang tới đây giới thiệu cái giải pháp ứng dụng điện mặt trời để tiết kiệm năng lượng cho từng hộ gia đình, cho nhà máy hoặc là cho các cái cơ quan xí nghiệp. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tuyên truyền các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng cho cộng đồng, cho doanh nghiệp hết sức quan trọng. Giảm thiểu được cái việc sử dụng cái nguồn năng lượng hóa thạch, giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường. Triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cũng giới thiệu các sản phẩm, các ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo, sản phẩm gia dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Các giải pháp công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Triển lãm diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Hải Phòng 2017 được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.
Đây là sự kiện quan trọng của thành phố, được tổ chức với quy mô lớn nhằm xây dựng phong trào ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn năng lượng, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững. Chiều nay, phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban báo chí tuần 49 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 và việc triển khai một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn biểu dương các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, sinh động về chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hải Phòng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới, nhiều vấn đề lớn của thành phố sẽ được bàn bạc thông qua. Từ nay đến hết năm 2017 sẽ có nhiều công trình được khởi công khánh thành. Thành phố mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan báo chí trong việc thông tin tuyên truyền kịp thời, góp phần vào thành công của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 và việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách sâu sắc. Tuyên truyền về kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố và công tác chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán. Trước đó, hội nghị được thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Các ý kiến đề nghị thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan cần có giải pháp đẩy nhanh việc nạo vét, duy tu luồng vào cảng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: nhân tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12 cùng bàn về việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với những người có HIV. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và sự chậm trễ trong việc giải quyết dứt điểm các công trình vi phạm. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng nhà D1 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chung cư HH3, HH4 đã khẩn trương triển khai thi công. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy mạnh để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Sau khi tháo dỡ toàn bộ chung cư cũ D1 và thực hiện các biện pháp ngăn cách giữa công trường với khu dân cư để bảo đảm an toàn, thời điểm này công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy, chủ đầu tư và tổng thầu của công trình là công ty cổ phần Ecoba Việt Nam đang tiến hành khoan cọc thí nghiệm, thi công đường, trạm trung chuyển nội bộ, nhà điều hành của dự án. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được quận Ngô Quyền và phường Đồng Quốc Bình tập trung thực hiện. Đến nay còn hơn 60 hộ tại các chung cư cũ D3, D5, D7 chưa di rời bàn giao mặt bằng. Đối với 22 ki-ốt mặt đường lệch chay thuộc dự án trên, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, đồng thời nhiều lần tổ chức đối thoại và giải quyết kiến nghị, trả lời bằng văn bản những kiến nghị của các cá nhân không có cơ sở để giải quyết. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân còn lại tại chung cư cũ và 22 ki-ốt sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định để đảm bảo tiến độ của dự án. Cùng với làm tốt công tác nhân đạo, cứu trợ xã hội, phòng ngừa thiên tai thảm họa, hỗ trợ sinh kế bền vững, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng còn là cầu nối giữa các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân với người nghèo, đồng bào dân tộc, người rủi ro bất hạnh, góp phần giáo dục lòng nhân ái, hướng thiện và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Với phương châm thiết thực, cụ thể, hiệu quả và hướng về cơ sở, năm 2017, Hội chữ thập đỏ Hải Phòng phát động nhiều phong trào cuộc vận động mô hình như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, dự án Ngân hàng bò, cuộc vận động tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, với tổng giá trị hoạt động cứu trợ nhân đạo gần 45 tỷ đồng. Các hoạt động ý nghĩa này đã và đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Ngày hội hiến máu tình nguyện do hội phát động đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của cộng đồng xã hội, góp phần cung cấp hàng nghìn đơn vị máu cho ngân hàng máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng thiên tai, hội có nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời, tặng nhà chữ thập đỏ cũng như khám, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe, góp phần hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hoạt động cứu trợ từ thiện nhân đạo, nhất là đối với đồng bào nghèo ở hải đảo, đồng bào vùng cao biên giới, được các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm. Hội chữ thập đỏ sẽ tập trung chỉ đạo trong công tác hiến máu năm 2018, chỉ tiêu giao cho thực hiện là 27.000, thì sẽ phấn đấu để vận động trong toàn thể
cán bộ hội viên, vận động nhân dân để thực hiện được các cái chỉ tiêu đó. Làm tốt công tác sơ cấp cứu, tập huấn cho hội viên của mình nhằm giảm thiểu cái tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Trước mắt là cái đảm bảo cái Tết vì người nghèo. Trung ương giao năm 2018 với 37.000 xuất quà, tăng gấp đôi so với năm 2017. Phát huy truyền thống của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, chăm lo hơn nữa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần nhân đạo và thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời giúp cộng đồng xã hội nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong đời sống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Các hoạt động nhân tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 và ngày Thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12 năm nay hướng tới mục tiêu 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh, 90% được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV và 90% kiểm soát số lượng virus ở mức thấp. Để đạt được mục tiêu đó, trong bối cảnh thuốc kháng virus ARV không còn được cấp phát miễn phí, việc sớm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với những người có H giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nguồn viện trợ điều trị miễn phí thuốc kháng virus ARV cho người nhiễm HIV từ các dự án quốc tế bị cắt giảm, khiến công tác phòng chống HIV/AIDS và điều trị cho người bệnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nỗi lo đó có thể được giải quyết phần nào nếu người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Việt Nam chính thức dừng hỗ trợ chi trả thuốc điều trị và xét nghiệm cho bệnh nhân HIV/AIDS. Người có H sẽ phải tự chi trả khi điều trị. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhà nước sẽ thanh toán thông qua quỹ bảo hiểm y tế đối với thuốc ARV và các dịch vụ điều trị khác nếu bệnh nhân HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Để thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì về phía Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã tham mưu cùng với ngành y tế là tham mưu chỉ ban thành phố để ban hành những cái văn bản chỉ đạo để dùng cái kinh phí kết dư của quỹ bảo hiểm y tế năm 2015 chưa sử dụng hết, thành phố Hải Phòng được phân bổ là trên 2 tỷ để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cái đối tượng này. Thì chúng tôi đã chủ động cùng với ngành bảo y tế là đã rà soát cái đối tượng này trên địa bàn thành phố. Thế và trong năm 2017 thì hai ngành phối hợp rất tốt là đã rà soát và lập danh sách để cấp cho 383 thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố cho những người có H sử dụng và hạn thẻ từ ngày 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12 năm 2017. Mặc dù vậy, nhưng tỷ lệ có bảo hiểm y tế trong nhóm đối tượng này vẫn còn thấp. Nhiều người sợ bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử nên không muốn cung cấp thông tin để mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, nguy cơ lớn nhất khi người nhiễm HIV không có bảo hiểm y tế là họ sẽ gặp khó khăn về tài chính khi điều trị bằng ARV, dẫn đến tình trạng bỏ điều trị, làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Khi đó, công tác điều trị sẽ rất khó khăn, tốn kém gấp bội. Mặt khác, hiện nay, nhiều người nhiễm HIV chưa hiểu hết được lợi ích của bảo hiểm y tế. Một số người cho rằng thuốc ARV vẫn đang được cấp miễn phí nên không cần tham gia bảo hiểm y tế và không biết rằng trong thời gian tới họ sẽ phải tự chi trả tiền thuốc điều trị. Chúng ta có cái luật phòng chống hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV/AIDS thì chúng ta đã thể hiện rất rõ và các cái điều trong đó việc nghiêm cấm cái việc là kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm H cũng như đưa ra những cái điều rất là công bằng, nghĩa là giúp cho họ có được quyền giữ bí mật cũng như họ được quyền công khai nếu như họ muốn hoặc là không muốn. Mục tiêu mà Việt Nam đề ra đến năm 2020 là 100% người nhiễm HIV phải có thẻ bảo hiểm y tế, 80% số thuốc ARV được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Hiện nay, ngành y tế cũng như bảo hiểm xã hội đang tìm các giải pháp thích hợp để tăng tỷ lệ người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế. Tại Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội thành phố tạo điều kiện tốt nhất về mặt thủ tục hành chính cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và mọi thông tin về người có H khi mua bảo hiểm y tế sẽ được bảo mật. Theo Sở Xây dựng, trong số 39 công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2016, được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm, hiện đã xử lý triệt để 19 công trình, còn 20 công trình chưa hoặc đang trong quá trình xử lý. Các vi phạm phổ biến vẫn là không có giấy phép xây dựng,
xây trên đất không được phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng được cấp, vi phạm hành lang giao thông. Điều đáng nói là các biện pháp xử lý vẫn chưa được thực hiện quyết liệt, dứt điểm. Công trình của công ty cổ phần Nguyễn Vũ Gia tại phường Đằng Lâm, quận Hải An là một điển hình. Theo giấy phép xây dựng được cấp, công trình quy mô 6 tầng và 1 tum trên diện tích 133m². Tuy nhiên, hiện trạng công trình chồng mộc tới 9 tầng với nhiều lỗi vi phạm gồm vượt mật độ xây dựng, lấn chiếm đất giao thông công cộng, vượt 3 tầng 1 tum và xây dựng buồng lồi hai phía từ tầng 4 tới tầng 6. Đây là một trong số 39 công trình vi phạm trong năm 2016 được thành phố chỉ đạo phải tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ đầu tư mới chỉ tháo dỡ phần mái tum, còn các cột của tum cùng toàn bộ công trình 9 tầng vẫn sừng sững trong nhiều tháng qua. Còn đây là công trình trường cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng, ở tổ dân phố Phú Hải 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, xây dựng không phép. Tại thời điểm phát hiện và dừng thi công, công trình xây dựng tầng 2 trên phần nhà cũ 1 tầng, chưa đổ mái tầng 3. Hiện việc xử lý cũng chưa dứt điểm. Nằm trong cái vị trí là bốn xung quanh nhà cao tầng và kín cổng cao tường, cho nên là lực lượng quản lý đô thị là phát hiện là rất khó. Thế cho nên sau khi phát hiện ra đã kịp thời là xử lý và Ủy ban nhân phường ra quyết định đình chỉ và báo cáo Ủy ban quận và xử lý phạt hành chính là 45 triệu. Nhà trường đã chấp hành. Song song cái việc đó thì Ủy ban nhân phường nó yêu cầu nhà trường tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, thì nhà trường đã chấp hành là tháo toàn bộ phần mái của tầng 3 di chuyển đến nơi khác và phần tường thì đến giờ phút này chưa chấp hành. Cũng trên địa bàn quận Dương Kinh còn có công trình của ông Cao Văn Giang tại tổ dân phố số 2A, phường Hải Thành, xây dựng nhà khung sắt cao 9,5m, mái lập tôn, trên diện tích khoảng 200m², trên đất không được phép xây dựng. Hiện công trình mới chỉ tháo dỡ phần mái và chưa tháo dỡ phần khung cột. Đây là 3 trong số 20 công trình tồn tại của năm 2016 chưa được giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, mà nguyên nhân là do sự phối hợp thiếu đồng bộ và chưa quyết liệt của chính quyền các địa phương. Điều này dẫn tới các chủ xây dựng không chấp hành hoặc thực hiện cũng chỉ mang tính chất cầm chừng, chiếu lệ. Trước thực trạng còn nhiều công trình chậm giải quyết như đã nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm 39 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2016 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc họp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương liên quan xem xét và đề xuất xử lý từng trường hợp vi phạm. Qua các cuộc họp đã thống nhất phân loại cụ thể từng công trình vi phạm để tiến hành xử lý, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, có lý, có tình và công bằng. Các vi phạm cũng xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chính quyền địa phương từ cấp phường xã đến cấp quận huyện và thanh tra xây dựng, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý cương quyết đối với các trường hợp vi phạm, nhất là công trình đã bị xử lý nhưng chủ đầu tư vẫn thách thức tiếp tục vi phạm. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm, thiết lập kỷ cương trật tự xây dựng, lấy lại lòng tin của nhân dân. Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về công trình xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang giao thông dưới gầm cầu vượt sông Đa Độ, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thuộc đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Qua công tác vận động của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đã khẩn trương tháo dỡ công trình, tuy nhiên đến nay việc xử lý vẫn chưa triệt để. Đây là công trình được xây dựng kiên cố dưới gầm cầu vượt sông Đa Độ, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thuộc đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngay sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ kết cấu công trình đường cao tốc, đầu tháng 11 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDP kiểm tra hiện trường, vận động các cá nhân có công trình xây dựng nói trên yêu cầu tháo dỡ. Việc tháo dỡ đã được tiến hành ngay sau đó, tuy nhiên đến nay, công trình vẫn trong tình trạng tháo dỡ dang dở. Được biết, ngày 17 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDP khẩn trương thực hiện, phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 1 và chính quyền địa phương xử lý, tháo dỡ xong trước ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra của Thanh tra Sở Xây dựng vào chiều 29 tháng 11, công trình được tháo dỡ ngổn ngang như thế này, gây lấn chiếm hành lang giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu công trình, kết cấu mặt đường gom, làm mất an toàn giao thông và gây bức xúc trong dư luận. Chuyển sang phần tin quốc tế, giới chức y tế Trung Quốc cho biết số ca ung thư phổi ở nước này đã tăng mạnh trong 10 đến 15 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do không khí ô nhiễm và khói thuốc lá.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy Trung Quốc có lượng bệnh nhân ung thư mới cao kỷ lục trong năm 2015 với gần 4,3 triệu người, trong đó hơn 740.000 người bị ung thư phổi, chiếm gần 40% số ca ung thư phổi trên toàn cầu. Các chuyên gia y tế chia ung thư phổi thành hai loại là liên quan và không liên quan đến hút thuốc. Cách đây 15 năm, những trường hợp ung thư phổi liên quan đến thuốc lá chiếm đến 60%, chủ yếu là nam giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tỷ lệ ung thư phổi không liên quan đến thuốc lá tăng mạnh ở đối tượng phụ nữ và người không hút thuốc do tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí. Trung Quốc có thể giảm số lượng người mắc ung thư mới mỗi năm bằng cách cải thiện chất lượng không khí theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong một động thái có liên quan, chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà sản xuất xe điện, giúp người dân nước này có cơ hội tiếp cận với dòng sản phẩm ô tô điện, từng bước thay thế xe hơi chạy động cơ nhằm cắt giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường. Hiện Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ xe điện lớn trên thế giới sau Mỹ, Thụy Điển, Na Uy. Riêng trong năm nay có hơn 500.000 xe ô tô điện đăng ký lưu thông tại Trung Quốc. Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng các liên doanh sản xuất xe điện tại nước này. Hầu hết các xe ô tô điện cỡ nhỏ đều do Trung Quốc trực tiếp sản xuất và sử dụng trong lĩnh vực như du lịch, lữ hành. Với chiến lược ưu đãi thuế lớn dành cho xe điện, giới chức Trung Quốc tin tưởng trong năm 2020, nước này sẽ có khoảng 5 triệu xe điện tham gia lưu thông trên đường phố. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.